sinh ra bốn người con. Bốn người con bây giờ chị hằng ngày là chị làm cái gì để chị sống? Thì làm ruộng làm gì? Dạ, chị làm ruộng làm rẫy. Rẫy không có làm ruộng thôi. Rẫy cũng không có hả? Ừ. Làm ruộng có đi làm thuê cho họ không? Không. Rồi nó thì đi làm. Con người ta thì nó đầy đủ hết đúng không? Con mình sống thì thiếu này thiếu kia. Cuộc sống Diệu Kỳ thì đang đến nhà của chị bé. Chị là chị bé phải không? Đinh thì bé phải không ạ? Đây là bốn mà con à, còn một đứa con nữa mà chị. Học không thôi. Thế hả? Học lớp 6. Một đứa học lớp 6 và đang đi học hả? Không có ở đây. Đây là con bò. Rất đặc biệt là trong căn nhà này. Đây là trước kia là cái ngôi nhà này, là ngôi nhà mà bốn mẹ con, à năm mẹ con sống. Tuy nhiên thì mới được một cái đơn vị người ta hỗ trợ đúng không ạ? Hỗ trợ cho xây được ngôi nhà ở bên cạnh mọi người. Nhà nhỏ thôi chứ nó không to lắm. Ở đây là chị bé là người đồng bào Hà Rê. Đây. Con bò này là dâu cho ba lớn chăm hả? Con là tên gì con? Đinh Thị Hải Dân. Đinh Thị Hải Dân. Đấy. Hàng ngày thì chăm con bò. Thế thì không chị trồng gì đâu? Trồng chị bỏ rồi. Dạ? Bỏ rồi. Bỏ rồi hả? Bỏ mấy năm rồi? Lâu lét hả? Rồi một mình là mình nuôi tới bốn người con rồi nuôi nổi không? Nuôi xong nuôi cố ăn dưỡng được. À nuôi nổi hả? Con bò đây ở đâu đó chị? Họ đưa bên hồ nghèo á. À hồ nghèo là cho được con bò đây. Bây giờ mình sao mình muốn làm chuồng cho nó? Cho chỗ làm chỗ không có tiền mua đất làm. À không có tiền mua đất rồi làm anh nuôi trong nhà mình luôn. Ở đây rồi một bên thì phơi đồ rồi bò nó ở đây nó ỉ xuống như thế đi. Nó vừa chết luôn. Con học lớp mấy rồi bé? Lớp 9. Con lớp 9 hả? Anh kia là hai trai. Chồng chị là mấy chị là bỏ là bao nhiêu năm rồi? Được 6 năm. Hả? 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi, 5-6 năm rồi, cô đây mấy tuổi rồi? Cô đây hơn 4 tuổi. Hơn 4 tuổi vậy là chồng khác đúng không? Dạ. Rồi cái người sau đâu? Người sau năm trước. Dạ. Đi làm mà chưa, anh chưa đâu có nhập khẩu ở đây đâu. Rồi có gì ở với mình không hay là cũng không ở luôn? Biết ở hay không. Hả? Nhưng mà có nuôi mấy đứa không hay là không nuôi luôn? Hồi ở hồi không mà cũng không có trách nhiệm nuôi mấy đứa con mình luôn hả chị? Mình tự thân mình vận động mình nuôi con thôi hả? Mới nhắc đây là chị bé có vẻ là buồn số phận của chị. Sinh ra bốn người con bây giờ chị hằng ngày là chị làm cái gì để chị sống? Thì làm ruộng làm gì? Dạ chị làm ruộng làm rẫy. Rẫy không có làm ruộng thôi. Rẫy cũng không có hả? Làm ruộng có đi làm thuê cho họ không? Không. Rồi nó thì đi làm. Con người ta thì nó đầy đủ hết đúng không? Con mình sống thì thiếu này thiếu kia. Đây là con đi hai bé này có đi học không chị bé? Không. Dạ. Đang học một giáo anh nhớ. Đang học một giáo. Đây chưa đi học. Đây chưa đi học. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Chị sinh năm 90. Sinh năm 90? Ừ. Trời ơi, năm 90 hả? Vậy là nhỏ hơn Huy tới 5 tuổi luôn. Sinh năm 90 mà có bé lớn đã là học được 9 rồi. Bây giờ học 9 đúng không con? Dạ. Vậy là chị có con là năm bao nhiêu tuổi? 15 tuổi đúng không? Thôi nín ra sao mà chị tuổi thân khóc mấy kìa. Cô kia hồi nay không đi học hả chị bé? Cô đó hồi nay không đi học à? Nó bị cảm á. Bị cảm à nha. Hay là trời nó cảm ý đúng không? Thank you.
ở bên bên dân qua đây. Ở bên kia con, ở chỗ mẹ. Nhà mình là thuộc hộ nghèo hả chị? Thuộc hộ nghèo, bây giờ không biết còn nghèo là hộ nghèo. Ủa chứ mình nhận hộ nghèo là mình có nhận hỗ trợ cái này cái kia chứ? Hộ nghèo thì có, họ đưa bò nữa. Hả? Đưa bò. Đúng rồi, có hộ nghèo cũng được bò đây. Dạ. Đây là ba mẹ con. Chị bé là năm nay 30 tuổi mà có đến 4 người con. Năm 15 tuổi thì đã sinh bé Giang đi rồi. Bé Giang hôm nay là học lớp 9 rồi. Gia cảnh rất là nghèo luôn. Và mới đây thì được hỗ trợ cho xây căn nhà nhỏ phía bên cạnh. Đây là con bò mà được địa phương mới cấp hỗ trợ cho gia đình thuộc diện hộ nghèo cũng, nhưng mà không có chuồng, không có đất, không có tiền để xây chuồng phải không bé? Dạ. Bé rồi năm nay mới 30 tuổi, nhỏ hơn Huy tới 5 tuổi luôn mà trông thì rất là khâm khổ. Gia sản mình lớn nhất là chắc còn con bò với cái nhà họ mới cho đúng không? Dạ. Chứ đâu có tự thân làm được gì đâu. Mày cũng đuôi ở nhà. Làm keo thì có làm thêu làm rẻ của keo không? Hồi được thì đi làm, hồi được thì coi con. Khi con bé má con bé đi học thì coi thằng cô. Ờ. Dép con đâu? Sao con không mang dép vào? Không có dép. Hả? Dép ở nhà. Mà lâu nay mấy ông chồng này có liên lạc lại với bé không? Chồng hả? À. Chồng mới lấy hả? À, mới lấy đó. Hồi ông đi làm hồi ông về đâu có hộ khẩu, đâu có người theo đâu có gì đâu, đâu cái chuồng. Là không cái không rồi hết, chỉ ông sống thích thì ông tới đây ông sống thôi. Yeah. Ừ. Mà cũng không có trách nhiệm nuôi con luôn. Ông về hồi ông không đi làm. Ừ. Sao chị? Dạ sao? Đi luôn. Ai? Cái ở chồng trước đó hả? Bố rồi. Ờ. Để bố hai mẹ con là nghe họ nói mình đâu có vợ là có mình đâu rồi. Ông bé đang theo cái thằng xa đây. À vậy hả? Rồi sao ông cứ ông cũng không nuôi luôn? Không chăm không à? Ở nhà hồi ông đi làm. Mà không có mang cái tiền hay là phụ gì phụ cho chị hết đúng không? Tự thân nuôi thôi. Chồng có trách nhiệm cũng phải bớt một xí. À. Mà người ta không có cái hôn gì với chị thế nữa chứ, đúng không? Hả? Không có cái hôn. Không có cái hôn, có cái gì hết. Ờ, thế nên không có trách nhiệm luôn. Thế, một người phụ nữ mà sau khi mà thì hồi nào cũng la làng đánh đập vợ mà biểu nó đi cái hôn thì không có, biểu nó đi luôn thì nó không đi. À. Giá. Ủa có đánh đập chị luôn hả? Có đánh không? Có, mưa sáng nè, cầm cái dao. Bao giờ? Hồi sáng này hả? Đi rồi, đi đâu? Thì em thì không biết nói sao, thay nó cũng thương nhưng mà có tìm người vô nó hết. À, à. Đây, nó chị là chị em ruột. À, vậy hả? Thôi lo chăm con bò đây là cho nó lớn nên cho bây giờ có tiền đi học. Đây, bây giờ, đây chị bé, ghé thăm luôn với lại chú Huy là có gửi cho bé Trang với chị này đây con. Cảm ơn. Hả? Cố gắng đồ học nha. Dạ. Ồ, mai mốt rồi chú về rồi chú Huy đây dẫn chú Huy đó lên. Trời trời. Kiếm cái chỗ đất để xây cái chuồng bò lại cho nó bài bản xí nha. Có tiền mua. À.